Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, lần lượt cũng vô sở hữu. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói, đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết địa giới cho đến thức giới, lần lượt cũng vô sở hữu. Địa giới cho đến thức giới vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói, đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc địa giới cho đến thức giới, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, lần lượt cũng vô sở hữu. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói, đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết vô minh cho đến lão tử, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô minh cho đến lão tử vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy, cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc vô minh cho đến lão tử, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, lần lượt cũng vô sở hữu. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng, vô số, vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng, vô số, vô biên, vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói, đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng, vô số, vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng, vô số, vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu, bất khả đắc. Lại nữa, thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không, lần lượt cũng vô sở hữu. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu.
Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa bí như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo lần lượt cũng vô sở hữu. Thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo lần lượt cũng vô sở hữu. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu cho nên biết bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc lần lượt cũng vô sở hữu. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện lần lượt cũng vô sở hữu. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu nên biết tám giải thoát chín định thứ đệ lần lượt cũng vô sở hữu. Tám giải thoát chín định thứ đệ vô sở hữu nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu nên biết vô lượng vô số vô biên lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu
nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc tám giải thoát chín định thứ đại, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, lần lượt cũng vô sở hữu. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, lần lượt cũng vô sở hữu. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu. Vô lượng vô số vô biên vô sở hữu, nên biết tất cả pháp cũng vô sở hữu. Do nghĩa như vậy cho nên nói, đại thừa ví như hư không, có thể dung nạp khắp vô lượng vô số vô biên hữu tình. Vì sao? Vì hoặc ngã cho đến người thấy, hoặc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc hư không, hoặc đại thừa, hoặc vô lượng vô số vô biên, hoặc tất cả pháp, tất cả như vậy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, ngã cho đến người thấy vô sở hữu, nên biết pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, lần lượt cũng vô sở hữu. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa vô sở hữu, nên biết hư không cũng vô sở hữu. Hư không vô sở hữu, nên biết đại thừa cũng vô sở hữu. Đại thừa vô sở hữu, nên biết vô lượng vô số vô biên, lần lượt cũng vô sở hữu.